Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại. Thì hôm nay mình sẽ làm một thử thách với Caramen nha các bạn. Thì các bạn hay hỏi mình là cái người quay phim là ai. Thì đây là người quay phim của mình đây. Thì hôm nay mình với nó sẽ ăn mì sam giang khô mà nhân 2x. Thử thách nha các bạn. Thì ok, bây giờ thử thách như thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình là Trần Phước Đại. Và ok, thì đây là cái người mà hay quay phim cho mình á. Thì nó ăn cay cực kỳ ghê luôn. Cái thử thách hôm nay em mình ăn không được, tại vì lý do này là nó quá cay. Cái loại mì của mình mua hôm nay để làm thử thách này á là mì sam giang khô mà nhân 2x. Đây nè các bạn, cái vỏ mì hồi nãy mình còn nè. Và đâu rồi cái tiền đâu, chuẩn bị rồi. Đây. Thì ăn hết cái dĩa mì này mà không uống nước thì được 1 triệu nha. Còn nếu mà trong thời gian mình ăn cái dĩa mì này mà ai uống nước trước thì 1 triệu sẽ thuộc về người còn lại. Những người còn lại ăn không hết hay hết gì cũng được. Tiền mình sẽ để đây. Và mình sẽ ăn kèm chung với cánh gà rán. Cái này là kim chi hồi nãy mình mua ở ngoài siêu thị các bạn, mà mình về mình phải dằn lại một tí đường. Chứ ở ngoài tiệm nó làm nó hơi mặn. Tiền nó bay, nó bay vô người mình luôn. Chắc mình nghĩ là mình thắng luôn. Nó bay thẳng vô người mình luôn. Cánh gà này thì mình ăn chung với cái này và mình chấm với tương. Ok, thì bây giờ bắt đầu mình và Bin ăn nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn. Ồ, thơm á. Trời má, ngon mà nó cay quá. Cay thấm tới lưỡi luôn á. Cay thấm tới lưỡi là đúng. Coi, thằng quay phim nó nói chuyện cái thương không? Thay cay mà thấm tới lưỡi chứ nó nghĩ thấm tới đâu. Rồi cay quá. Mà ngon không? Dạ. Nè giấy nè. Đây các bạn, mình ăn chung với cái này. Cái này cũng cay nữa. Nè, ăn cũng rất ngon. Mỗi đứa tới 2 gói rồi các bạn. Ngon quá. Ăn đùi ăn cánh gì không? Dạ, em ăn đùi. Có đùi đâu ăn? Quên. Anh hỏi. Ê, cái đùi cũng vừa ăn rồi ha. Dạ. Cái cánh. Cái cánh, quên. Không? Miếng chó nhà mình ngồi, không cần tới mình quay là nó sủa à. Cay mà đảo á. Chấm miếng tương đã. Ăn này dính mỏ quá. Thằng Caramen nó dính tùm lum mỏ mà nó không biết làm. Nè. Cay mà ngon lắm các bạn ơi. Ê, cái này anh em đã vừa ăn hả? Dạ. Yeah.
các bạn hay ngó mình đó. Cho quay phim lên hình đi. Thì bữa nay là tội nguyện cho các bạn. Ôi cay quá. Cắm cái gà này để rác làm sao đi. Thấy ăn mì cái. Ăn mì nhanh hơn nó đi lấy 1 triệu chứ mì. Mà mình thấy á, cái mì Sâm Giang này nè các bạn, nó đậm đà, ăn không gần ôm. Cái loại bình thường nó đã cay rồi. Ăn thì mỏ dính tèm lem. Gặp cái mì này ăn nóng nó đỡ cay. Nãy giờ để nguội. Cay quá. Cay muốn tẩu quả nhập ma. Ăn mà nhức đầu luôn á. Vậy các bạn. Còn kêu mình ăn cái loại cái gì chip gì đó. Cay nhất thế giới gì đó. Ông chip. Ờ quan chip gì đó. Trời ơi, mình ăn nó chứ mình xỉu luôn. Mà mình là một đứa mà ăn cay giỏi luôn á. Mà cái mì này nè các bạn, nó không phải là cay như ớt, nó không phải cay theo dạng mà cay liền rồi sẽ hết liền, mà nó dạng là nó cay từ từ, nó thấm từ từ á. Thấm từ cuốn lưỡi xuống tới cổ họng luôn. Ngon không các bạn ơi? Thôi em chịu thua. Nó ra ngoài thức tưởng tượng luôn. Nè. Em chịu thua vậy em uống nước trước đi. Đã. Anh uống nước sau. Em thua rồi. Ok các bạn, cái nó uống nước rồi. Giờ tới mình uống là mình không có hua nha. Rồi. Nói chứ cái thử thách này á, giờ thắng hay thua gì á thì mình vẫn cho nó.
mấy bạn nào mà không biết ăn cay á thì mình cho khoảng nửa cái gói sốt thôi, nó vừa ăn rồi. Ừ, còn miếng lùi vô luôn cho nó hua tâm phục khẩu phục luôn đây các bạn. Giờ mình ăn miếng gà để chữa lửa nha. Ừ, uống nước nước. Cài kinh khủng luôn. Nó thở qua nhập ma rồi các bạn ơi. Thì á, trước khi mà anh em mình ăn cay á, anh em mình đã tráng một cái gì đó trong bao tử, hồi nãy là tráng một lớp bánh ngọt rồi. Để chi? Để cho không bị kiểu mà như đau bao tử á. Giờ mình phải ăn kèm với gà. Cái này nó dính ba cái sốt rồi. Lát mình ăn riêng. Và mình lựa những nào mà nó không dính á thì mình ăn bằng tay cho nó dễ nha các bạn. Mời các bạn làm một cái miếng gà mới nha. Chấm cho các bạn luôn nè. Mời cả nhà. Ngon quá. Đã. Giờ nó còn đang đấu tranh với cái dây mì của nó, tội nghiệp quá. Phải ghé hết. Em mình nãy giờ mà vô cho nó ăn đũa cho nó bỏ cuộc rồi. Ờ cho nó không có ăn luôn đâu. Mỗi cái mùi là đã thấy sợ rồi. Nó đưa mình chịu luôn, nó khỏi ăn luôn. Đã mà. Tại có mấy cái clip á mình hướng dẫn cách ướp gà rồi cho nên là clip này mình bỏ qua những công đoạn này, còn mì thì dễ nấu rồi, khỏi quay. Tại nhiều bạn á yêu cầu mình ăn mì xăm gian quá. Chứ các bạn ơi, mình là người Việt Nam mà ăn uống bóc hốt thì quen. Nên mình chừa lại cho mấy bé Kiki nhà mình. Có nhiều clip mình thấy ăn á điệu mệt luôn. Dù mà ăn điệu á, nguyên mâm gà này ăn chừng nào xong, tới Tết mới xong. Các bạn biết trong cái phần mà cánh á, mình quá nhất ăn cái khúc này nè. Con em mình ở ngoài nó xin cái để cho nó ăn cái nè. Bữa nay tới nó là người canh mái. Để xíu ăn đi. Mời các bạn cái cánh gà. Dính giấy à. Phần này các bạn mình khoái, gặm đã. Đã tao nói. Xỉu.
Lúc trước mình hay thắc mắc lắm, tại vì ở chung chỗ cái chỗ bán gà rán á, tại sao cái đùi nó nhiều thịt hơn mà lại mắc hơn cái cánh, mình không hiểu. Giờ mình mới biết, tại vì nó ngon hơn đùi. Em chấm tương nè. Ăn món này xong tốn hết bịch giấy. Ở đấy mình biết á, mình ăn mì xong rồi mình thấy ăn gà ha. Đúng rồi. Ngon các bạn ơi, ăn bắp mình đã, lúc lúc bắt đầu móng tay đã. Các bạn biết rồi đó, coi phim kiếm hiệp á, mỗi lần mà ăn tới khúc nào của bạn, của các bạn biết là mình khoái tới khúc nào, khúc mà mấy ông nội mà chen như là cao hủ võ lâm nữa, cầm bình rượu á, bình rượu như trái bí giờ của mình vậy á, như cầm cái đùi gà á, trời ơi cắn miếng uống ngậm rượu đã ở đâu. Ê, mình không biết uống rượu nha các bạn, tại nói vậy xạo xạo chơi vậy, chúng uống rượu. À, mình ăn thêm cái cánh đó đi, ngon quá à. Nãy nãy mình ướp vô, ủa mình không ướp, còn mua cái bột khô các bạn, cái mình làm lắc kiểu như lắc lắc gì. Ờ đúng rồi, lắc bầu cua rồi. Bó chảo chiên, xử lạc quá thì chấm tương. Giờ cay quá hết dám chấm tương. Nãy giờ còn cay nữa hả? Dính miệng lum kìa. Anh hết cay à? Nãy ăn gà hết cay rồi. Này còn nửa cái ăn nốt luôn. Có nhiều bạn kêu á, anh làm thử thách 24 giờ, tại vì á yếu tố công việc của Đại không cho phép. Chứ cũng rất là muốn. Mấy sụm sụm chỗ nào ngon, đã. Có giấy không? Dạ không, cho em xin miếng giấy. Tội nghiệp nó quá. À ok. Tới phần trao thưởng nha các bạn. Cho nó. Xin. Tại nó có công các bạn. Nhưng mà nó quay hết với mình. Ok thì
tới đây là kết thúc video ngày hôm nay của mình và Bin. Thì nếu các bạn thích thử thách ngày hôm nay và cũng như thích món ăn là ngày hôm nay thì các bạn nhớ là like, share cũng như là đúng rồi, đăng ký để ủng hộ cho kênh anh em mình. Và nếu các bạn muốn anh em mình làm thử thách gì hay là món ăn gì thì cứ để comment bên dưới, biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.